Em xin chào toàn thể các bác nhé. Thì cũng như ở cái video trước, theo cái lời hứa thì cái video này em xin chia sẻ đến các bác cái lịch phòng bệnh cho chim cừu các bác. Thì không để cho các bác mất thời gian, em đi thẳng vào vấn đề luôn các bác nhé. Thì trên đây em xin chia sẻ về cái lịch phòng vaccine từ cái ngày con đầu tiên con chim nó được lở ra cho khi nó trưởng thành các bác. Thì trên đây em xin chia sẻ về cái thuốc vaccine phòng bệnh con chim. Thì các bác cố gắng bớt chút thời gian để xem hết video. Cuối video còn thời gian em sẽ chia sẻ về cái giá cả con chim trong ngày hiện tại cho bác cập nhật được các bác nhé. Thì nói về cái lịch phòng thuốc cho con chim câu. Thì con chim câu lở được 3 ngày tuổi thì các bác nên nhỏ vaccine Nasota các bác. Cho đến khi con chim nó được 2 tuần tuổi thì các bác lại tiếp tục tiến hành nhỏ lại Lasota các bác nhé, để cho nó an toàn đảm bảo về cái kháng thể của con chim cũng như là nó phát huy cái tác dụng của cái liều vaccine này các bác. Thì cái tên cũng như cái mác thuốc có nhiều bác thì biết, có nhiều bác thì chưa lắm được, thì em để trên màn hình cho bác tham khảo nhá. Thì đây này, trên tay em đang cầm đây là cái liều Lasota các bác, dòng này dòng thuốc ngoại các bác, rất chi là đảm bảo luôn. Sau đó một quá trình con chim được tầm 2 tháng tuổi thì bác cho uống một liều vaccine NGIP hoặc là Lasota các bác, để phòng tránh bệnh lưu cắt sơn và những bệnh viêm phế quản truyền nhiễm. Đây trên đây em lại để cái lọ NGIP cho các bác tham khảo này. Có nhiều bác đi mua là biết thuốc như này cái tên cái mác không cụ thể các bác. Mà để là tốt nhất thì chim ngoài 1 tháng tuổi thì các bác nên tiêm một mũi vaccine nhũ dầu á. Cái tem thuốc thì hôm nay em lại không tiện đây để đăng lên cho bác tham khảo. Thì cái liều tiêm của nhũ dầu này tiêm 0,3 các bác nhé, 0,3 cc á. Còn về cái phương thức tiêm thì nó cách phòng bệnh tiêm như là tiêm cho gà các bác. Thì cái mục đích chính của nó là phòng bệnh Newcastle các bác. Về cái giá thành của cái vaccine nhũ dầu thì giá thành nó lại đắt hơn là cái Lasota và NGIP các bác. Một lọ của nó hình như là hơn 1 triệu gì các bác nhá. Cho nên các bác nuôi mô hình lớn thì các bác nên dùng cái nhũ dầu. Thì cũng là về cái vaccine thì các bác nuôi thì là cái môi trường mô hình nhà mình nó ẩm thấp ẩm ướt thì các bác cũng nên là chủng đậu cho chim các bác. Thì cái lịch chủng đậu cho con chim là trong thời kỳ 10 ngày tuổi là phải chủng đậu cho con chim các bác nhé. Cái cách chủng đậu cho con chim thì cũng như cách chủng đậu cho con gà các bác. Ngoài ra nữa là còn về cái định kỳ phòng bệnh cho con chim thì các bác chủ yếu phải dùng kháng sinh các bác. Thì cái lịch trình dùng kháng sinh thì khoảng 2 tuần các bác cho uống một lần các bác. Mỗi lần uống các bác cho uống đủ 3 ngày các bác nhé, rồi lại nghỉ. Xong đến lịch trình của nó các bác lại cứ tiếp tục như vậy thì con chim nó rất chi là an toàn, nó phòng tránh được những cái bệnh tiêu chảy nhiễm khuẩn. Nói về cái dòng thuốc kháng sinh thì nó rất nhiều hãng các bác ạ. Ở ngoài quán thú y nói chung là họ có rất nhiều cái loại kháng sinh, nhưng mà em thấy dùng hiệu quả mà cái giá thành nó hợp lý thì trên đây em để cho các bác một gói thuốc này, Ambicolin này, để cho các bác tham khảo nhá. Nói về cái Ambicolin này em thấy dùng phổ thông nhất các bác ạ, dùng được cho cả lợn cả gà cả vịt luôn các bác nhá, mà rất chi là hiệu quả. Đấy, trên đây em xin chia sẻ một số cái vaccine là thông dụng nhất để dùng cho con chim câu, cần thiết nhất các bạn. Thực ra thì em thấy là cái đề kháng của con chim câu với khỏe hơn con gà con vịt các bạn. Nhưng mà các bác nuôi sinh sản để cho nó an toàn đảm bảo thì nói chung là cứ tầm 5 6 tháng các bác nhắc lại kháng sinh vaccine một lần các bác. Xin lỗi các bác, kháng sinh thì mình phòng theo lịch định kỳ thì mình phòng thường xuyên rồi, như cái vaccine ấy, thì các bác cụ thể là rơi vào tầm 5 6 tháng các bác lại nhắc lại một lần thì đảm bảo là con chim nó sẽ sạch bệnh tật các bác, vì cái đề kháng con chim rất là khỏe. Và trong cái quá trình dùng thuốc thì các bác nên hỗ trợ thêm những cái thuốc bổ vitamin để cho con chim nó đảm bảo về cái sức khỏe các bác nhé. Thực ra mà nói em thấy là để mà đam mê nuôi một cái mô hình chim câu thì nói chung là cái khắc phục cái nguồn bệnh tật của nó cũng đơn giản đấy các bác ạ. Quan trọng là mô hình của mình sạch sẽ, cộng thêm là những con chim mình
chọn con chim giống nó khỏe mạnh. Và hơn nữa là phòng đủ các liều vaccine và phòng thuốc theo định kỳ thì gần như nó không bao giờ bị thất thoát, bị bệnh tật đâu các bác. Rồi trên đây em nêu ra một cái số thuốc phòng bệnh cũng như là chữa bệnh cho con chim câu. Bây giờ để mà quay trở lại với mô hình các bác nhá. Quay các bác trải nghiệm cái mô hình này một xíu, em chia sẻ về cái giá cả. Nói về cái giá cả, dạo này con chim câu là cái giá đang lên các bác. Như cái mô hình như này, dạo trước em đến là một cái đôi chim thương phẩm như thế này là 80.000. Như hiện tại ngày hôm nay, ngày hôm qua ông chủ trang trại ông vừa bán là lên 100.000 rồi các bác. Vào cái thời điểm cuối năm này giáp Tết thì giá chim câu lại tiếp tục lên. Cái mô hình này là toàn bộ chim lai các bác, chứ không phải chim Pháp bác nhé. Cái giá chim thương phẩm của chim Pháp là nó sẽ lúc nào nó luôn luôn nó cao hơn cái giá chim lai các bác. Nó tùy nơi, như chẳng hạn ở chỗ khu vực nhà em này thì em thấy những cái mô hình giữa chim lai và chim Pháp thì chim Pháp nó cũng chênh hơn tầm 10.000 một đôi chim thương phẩm các bác. Còn nói về cái lý do nó chênh lệch nhau như nào thì em không biết được, nhưng mà hiện tại em thấy nếu mà để nói là cái trọng lượng thì giữa cái mô hình chim ta lai này và cái mô hình của chim Pháp thì nói chung là cái trọng lượng của hai cái đôi chim thương phẩm nó tương đương như nhau các bác. Đấy, như có những cái clip trước là em đã từng trải nghiệm để cân thử cho bác xem mà. Trọng lượng nó gần như nhau luôn các bác nhá. Đấy là đang nói về cái giá cả chung các bạn. Thì hiện tại cái mô hình chim ta lai này là đôi chim thương phẩm là 100.000 các bác nhá. Chứ còn cái việc bán cho những thương lái nữa thì nó còn tùy thương lái các bác. Có những thương lái họ bắt nhiều ấy, họ gom được nhiều, họ dùng ô tô họ gom mới chở ấy. Thì cái giá lúc nào cũng cao hơn các bác. Cao hơn so với những cái thương lái đi mua nhỏ lẻ vài chục đôi, lúc nào họ cũng mua thấp hơn. Nói là thấp hơn nhưng mà nó trung bình, nó thấp hơn nhau, chênh nhau chỉ 5-10 nghìn một đôi chim thôi các bác. Nhưng mà nói là 5-10 nghìn nhưng mà cả một cái mô hình lớn là nó cũng cả một vấn đề luôn các bác nhá. Cho nếu các bác nuôi theo cái mô hình lớn thì các bác cứ lên tìm những cái thương lái người ta tiêu thụ được nhiều cái mặt cái số lượng hàng các bác. Thì lúc nào họ mua cái giá cả nó sẽ có ưu tiên hơn so với những cái nhà thương lái nhỏ lẻ. Đấy, trên đây là đi trải nghiệm thì xin chia sẻ tới các bác những cái loại thuốc vaccine cũng như phòng bệnh rồi đến cái giá cả. Thì đến đây thì em cũng xin tạm dừng clip quay cho bác trải nghiệm một xíu nữa. Thì có bác nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ em để theo dõi và nhận sớm nhất những cái buổi trải nghiệm của em bác nhé. Mà có những cái gì thực tế theo mô hình thì em sẽ xin chia sẻ đều cho các bác cập nhật được. Rồi đến đây thì em xin tạm dừng video. Chúc các bác sang một năm mới an khang thịnh vượng, thành công với những mô hình của mình các bác nhé. Em xin chào và tạm biệt và cảm ơn các bác rất nhiều trong cái năm qua đã theo dõi những cái chương trình buổi trải nghiệm của em.